Thưa quý vị, vào thời điểm này, học sinh thành phố đã hoàn thành kỳ kiểm tra đánh giá cuối kỳ 1. Do tình hình dịch diễn biến phức tạp nên kiểm tra trực tuyến là hình thức phổ biến được nhiều trường sử dụng. Để việc kiểm tra diễn ra suôn sẻ, khách quan, các trường học đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin linh hoạt trong phương thức kiểm tra. Trở lại trường học trực tiếp được 3 tuần, nhưng do trường học nằm ở vùng cấp độ 3 nên em Hoàng Lê Thanh Thảo phải tiến hành thi trực tuyến tại nhà. Làm bài trên hệ thống VOEdu với sự giám sát và hỗ trợ của giáo viên và các giám thị, màn hình được ghi lại trong suốt quá trình làm bài. Kỳ thi trực tuyến diễn ra cũng nghiêm túc không kém thi trực tiếp. Đối với em mà nói thì cái hình thức thi online này thì cũng đã trải qua 2 năm rồi. Và đến bây giờ thì em cũng cảm thấy khá là quen rồi và không có bất tiện gì hết. Theo như em thường thấy thì học online thì thường thì đề thi sẽ hơi khó hơn một chút để cho các bạn học sinh phải tự thi gì và sẽ làm theo thực lực hơn. Để đảm bảo tính khách quan trung thực trong suốt quá trình kiểm tra, các trường học trên địa bàn thành phố đã linh hoạt trong cách ra đề, yêu cầu học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định trong suốt quá trình làm bài thi. Chúng tôi đã sử dụng cái hệ thống VOEdu, thời gian phát đề và thời gian làm bài và thời gian đóng đề nó cũng được quy định rất là chặt chẽ. Đúng cái thời gian mở đề thì các em mới vào làm được, mới thấy được câu hỏi và câu trả lời. Sau khi thời gian đóng đề thì các em sẽ không thể làm bài được nữa. Và nếu như các em chưa kịp nộp bài thì hệ thống sẽ tự động nộp thôi. Và chúng tôi cũng kết hợp với những cái phần mềm quay màn hình khác như là PowerSoft, Screen Recorder. Thì việc quay màn hình như vậy thì sẽ đảm bảo rằng là tất cả những tác vụ trên máy tính được giám sát trong suốt quá trình thi. Ở bậc tiểu học, một số môn năng khiếu hay kỹ năng nghe, đọc được kiểm tra bằng hình thức trực tuyến. Đề kiểm tra dành cho các em cũng được cân đối về nội dung, hình thức, phù hợp với kiến thức đã học. Nhà trường cũng kết hợp trực tuyến và trực tiếp. Trực tuyến ở đây là đọc qua nền tảng tìm. Tổ chức triển khai họp cha mẹ học sinh trước khi mà để diễn ra cái kỳ kiểm tra này. Ví dụ như là tuyên truyền cho cha mẹ đó là phải để cho các con tự giác làm bài để mà cô thầy cô mà có được cái kế hoạch điều chỉnh nó dạy học ở học kỳ 2 nó phù hợp hơn. Thực chất học và kiểm tra trực tuyến, chất lượng không thể đảm bảo như trực tiếp. Học sinh có điểm cao có thể có sự hỗ trợ của phụ huynh. Để kỳ thi trực tuyến thực sự đánh giá đúng năng lực của học sinh, cùng với việc tổ chức hình thức ra đề phù hợp, thì đòi hỏi sự tự giác của các học sinh và nhất là sự khách quan của các phụ huynh. Về những cái môn mà học vi giáo, chẳng hạn như là thể dục, mỹ thuật, âm nhạc, thì được các giáo viên bộ môn là cho các con được thoải mái trong cái việc đánh giá, nghĩa là tự qua clip gửi cô hoặc là cô kiểm tra qua Zoom, nhưng mà nôm na là chỉ hoàn thành ở mức cơ bản là được đánh giá rồi. Thi trực tuyến chính là cơ hội để nhà trường, phụ huynh và học sinh cùng nhìn lại, thử thách sự trung thực của mình và là dịp nhận ra được những hạn chế của việc dạy và học hiện nay. Trước đó các trường học cũng đã quán triệt điểm kiểm tra học kỳ chỉ là một kênh để đánh giá học sinh sau một thời gian thực hiện chương trình. Giáo viên chủ nhiệm sẽ căn cứ cả quá trình học tập để có sự điều chỉnh, cũng như có kế hoạch bồi dưỡng kiến thức cho các em sau khi trở lại trường.